Vào ngày 24 tháng 9, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt giữ gần 60 tấn mỡ động vật tại trang trại của đối tượng Hoàng Đình Phúc, xóm Thượng, Uy Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. Số mỡ động vật này được đối tượng thu mua từ các chợ, mang về kho để phục vụ mục đích kinh doanh. Theo phán đoán ban đầu, số mỡ động vật này được sử dụng để kinh doanh với hai mục đích: làm thực phẩm, làm mỡ rán, làm nhân bánh hoặc phục vụ mục đích công nghiệp. Tuy nhiên, mục đích làm thực phẩm là lớn hơn vì lợi nhuận thu được từ việc làm thực phẩm cao hơn nhiều so với mục đích công nghiệp. Nếu số lượng mỡ này được sử dụng với mục đích làm thực phẩm, có thể nói đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng và nguy hại trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Vì khi bắt giữ toàn bộ số mỡ này đều bốc mùi thối, đó là chưa kể tình trạng chuột bọ, ẩm mốc, bẩn thỉu tại kho chứa. Toàn bộ cái số tang vật mà bọn tôi thu ngày 29 tháng 9 cũng như là cái hôm 11 tháng 9 ấy, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả quản lý thị trường và trung tâm y tế huyện Đông Anh và phòng y tế huyện Đông Anh, và theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan do ban chỉ đạo 127, ủy ban huyện anh canh chỉ đạo, thì là yêu cầu giao cho phòng y tế là các anh mang đi kiểm dịch, tức là các anh đi giám định cái toàn bộ cái mẫu. Hiện nay số mỡ động vật đã được niêm phong, chờ kết luận của cơ quan y tế về mức độ độc hại của số mỡ này, đồng thời tiếp tục được điều tra làm rõ.